Theo thống kê, nhu cầu tiêu thụ rau, thực phẩm trung bình hàng năm của thành phố Hà Nội rất lớn, khoảng 180.000 tấn thịt lợn, gà, 54.000 tấn hải sản tươi sống và chế biến, 900.000 tấn rau các loại. Với nhu cầu thực phẩm rất lớn như vậy, song việc sản xuất cung ứng của thành phố mới đáp ứng được 70% nhu cầu thịt gia súc, gia cầm, 60% rau củ tươi, vì vậy việc cung cấp thực phẩm cho nhân dân luôn là vấn đề nan giải. Để người dân thủ đô có được nguồn thực phẩm an toàn, tại hội thảo đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức vừa qua, các chuyên gia cho rằng ngành công thương Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, hình thành hệ thống các cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm an toàn trong nội thành, nội thị, nhận diện kết nối đưa các sản phẩm hàng hóa đã được các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn địa phương xác nhận vào hệ thống phân phối do Bộ Công Thương quản lý. Chỉ có như vậy, nguồn thực phẩm an toàn mới đến được với người tiêu dùng thủ đô một cách hiệu quả nhất.